Chú hả? Chú đúng rồi, chú nè. Nhi Quyền, hai đứa nè, quý ông bà cô chú. Nói chung giờ vô trong này nó ổn hết rồi, đứa nào cũng tươi tỉnh, ngoan hết trơn này. Con thích kẹo hả? Con ăn kẹo gì? Con thích kẹo gì? Con thích ăn kẹo gì? Kẹo sô cô la hả? Rồi. Còn con Quyền đúng không? Quyền thích ăn cái gì? Con thích ăn cái gì? Cái gì? Con thích ăn gì? Con thích ăn kẹo gì? Sô cô ta hả? Sô cô la đúng không? Rồi Nhi. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, Trường đang có mặt tại trung tâm bảo trợ của tỉnh Tiền Giang. Hôm bữa giờ gửi các bé một cô cha mẹ bỏ đi lấy chồng vô trong trung tâm này thì nay cũng đã được 4-5 ngày rồi. Thì hôm bữa giờ rất là nhiều khán giả quan tâm tới các bé, cũng hỏi thăm Trường là tình hình các bé trong đó như thế nào. Thì hôm nay Trường cũng liên hệ với bên trung tâm vô để thăm các bé, đồng thời là cũng cập nhật cho quý ông bà cô chú các mạnh thường quân biết tình hình các bé đang như thế nào ha. Dạ, thật sự thì hôm nay Trường cũng không có hy vọng là được gặp các bé đâu quý ông bà cô chú, vô để hỏi thăm tình hình các bé thông qua các cô chú trong này thôi. Thứ hai nữa là để hỏi cái cách thức sau này mà muốn nấu cơm cho các ông bà các cô chú ở trong này á thì như thế nào thôi, chứ thật sự là cũng không có hy vọng nhiều, tại vì mình cũng không phải là người nhà ruột thịt gì của các bé, nên là cũng chắc là cũng khó vô để mà thăm á. Dù trước đó thì Trường cũng có nghe quy định của các cô chú ở trong này là một tháng mới được vô một lần, giờ cứ vô đại vậy đó. Đúng đó. Thấy không, thấy con trong này không? Đúng. Ai? Đúng. Chú hả? Chú đúng rồi, chú nè. Đúng. Nhi Quyền, hai đứa nè, quý ông bà cô chú. Nói chung giờ vô trong này nó ổn hết rồi, đứa nào cũng tươi tỉnh, ngoan hết trơn này. Đâu rồi? Tú. Đúng rồi. Còn bé Tú nữa, quý ông bà cô chú. Tú là anh lớn nhất. Chú đâu, đứa nào Quyền, đứa nào Nhi đâu nè? Quyền đó, Quyền đây là Nhi. Rồi đây Tú nữa nè. Đó, Tú đâu đó, Tú nè. Rồi Gia Bảo nữa nè. Gia Bảo nè. Bảo nữa. Rồi Bảo nè. Đâu Bảo lại nè. Trời, nặng dưới người ta. Nãy giờ ăn gì nặng dưới nè. Ăn cơm cá đó. Đúng không? Nãy giờ con ăn cơm cá phải không? Ừ. Đây Gia Bảo nè, quý ông bà cô chú. Gia Bảo. Hả? Trời, nó cười nè, nó cười. Làm gì cười? Cái cơ út bảo. Hả? Hả? Làm gì cười? Chú kìa. Hả? Rồi cho cầm luôn, cầm đồ của chú luôn. À. Rồi mấy con khi nào đi học? Ừ. Nè Gia Bảo nè. À. Nhi. Quyền. Tú. Đông quá. Đây mấy bé ở chung trong một cái giường, ngủ chung trên một cái giường á quý ông bà cô chú. Kê lại hai cái. Dạ, kê hai giường lại ha. Rồi giờ mấy con vô trong giường cái cho chú giới thiệu cho chú cái giường cái coi chú coi nha. Đâu giường của tụi con đâu? Ôi phòng mách rượi luôn á cả nhà. Phòng mách rượi luôn á. Trời ơi. Đây phòng hai con đây hả? Gì giường hai con hả? Đâu Tú lên giường của. Đâu lên giường của con. Ừ con. Ừ nè. Tú nghe không? Cái giường của con. Ừ. Cái giường cái thú quay nó lên. Tú. Tú nghe không Tú? Coi chừng, Tú Quyền coi chừng lọt Quyền nha. Leo lên. Coi chừng lọt nha. Thằng Tú nó không nghe. Để lên cái giường nằm của con coi. Đó, đây nè, Trường đang ngồi trên giường của các bé nè, quý ông bà cô chú. Trời ơi, nó cười, trời nó cười. Nó biết mình quay nó đó. Dạ. Yeah. Rồi. À, xin lỗi mấy con, bữa nay chú vô đây nhưng mà chú cũng không biết là có được gặp mấy con hay không, nên là chú không có mua một cái gì luôn. Thì khi nào mà chú mà quay lại đó, chú sẽ gửi đồ ở ngoài phòng bảo vệ để nhờ bảo vệ gửi. Con thích ăn cái gì, con thích mua cái gì nè. Tú nè. Tú thích
Tú thích chú Đường mua cái gì? Hả? Con thích cái gì không? Con thích bánh kẹo gì không? Con thích kẹo hả? Con ăn kẹo gì? Con thích kẹo gì? Con thích ăn kẹo gì? Kẹo sô cô la hả? Rồi. Còn con Quyền đúng không? Quyền thích ăn cái gì? Con thích ăn cái gì? Cái gì? Con thích ăn gì? Con thích ăn kẹo gì? Sô cô ta hả? Sô cô la đúng không? Rồi Nhi. Nhi ăn gì? Nhi ăn sô cô la luôn. Rồi Quyền, Nhi, Tú đều thích sô cô la quý ông bà cô chú. Rồi vậy là con sô cô la. Rồi còn Gia Bảo thích cái gì nè? Ăn gì cũng được. Gia Bảo ăn gì cũng được ha. Rồi được rồi. Rồi thôi vậy giờ chú về nha. Nè chú nói nè. Giờ giờ chú về thì bữa nào chú mua đồ chú gửi ở ngoài bảo vệ đưa vô cho con nha. Cho chú bảo vệ ở ngoài kia chú đưa vô cho con ha. Trời ơi. Thực sự là rất là mừng khi các bé ở trong này rất là ngoan quý ông bà cô chú. Nói chung là giờ được gặp các bé ở trong này rồi cũng an tâm rồi, thấy các bé sống trong này rất là vui vẻ, hòa nhập được với các anh chị ở trong này. Đó, thì xíu nữa trường nè Nhi vậy. Rồi thôi vậy thôi, tại vì ở trong này không có được quay phim, không có được gì lâu nên là chú chắc là trường xíu nữa ra ngoài trường sẽ giới thiệu lại chút xíu cho quý ông bà cô chú hiểu cái quy định ở trong này ha. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, do Trung tâm Xã hội tỉnh Tiền Giang cũng là một cái cơ quan nhà nước, ở trong này không có cho quay phim nhiều nên là trường cũng không có quay được nhiều cái cảnh sinh hoạt của các bé quý ông bà cô chú. Trường chỉ vô khoảng tầm được 5-10 phút gì đó, trường quay cảnh mấy bé để quý ông bà cô chú cùng theo dõi. Hiện giờ các bé sống ở trong này rất là vui tươi. Thấy ở trong phòng vậy thì các bé cũng được các cô, các chú chăm sóc rất là kỹ. Đồng thời thì ngoài các bé của con của anh Nở ra đó, bốn bé của con anh Nở ra thì cũng có mấy bé mà ở chung quý ông bà cô chú. Những cái bé lớn thì chăm bé nhỏ. Nói chung thấy các bé thương dữ lắm luôn á. Thì bữa nay trường vô á, trường không có biết là có được gặp các bé hay không, có được vô hay không, nên là trường cũng không có chuẩn bị bánh trái gì hết trơn á. Thì cũng mong quý ông bà cô chú thông cảm cho trường. Thì hôm nào trường đi ngang đó thì trường sẽ mua rồi trường gửi ở phòng bảo vệ cho chú bảo vệ mang vô cho mấy bé ha. Thì mấy bé cũng kêu là thích ăn sô-cô-la quý ông bà cô chú. Đối với người nhà thì hôm bữa trường có trao đổi thì một tháng mới được vô một lần. Các cái đoàn thiện nguyện á, mà muốn vô á thì cũng vô bình thường hà, vô bình thường, nhưng mà có một điều trong này bị giới hạn quay phim chụp hình. Trước đó thì theo trường được biết thì cũng có một số cái hình ảnh nó không có được rõ ràng, bị đưa lên mạng. Thì các cô chú, các anh chị ở trong trung tâm phải mất công giải trình đó, nên là cũng hơi phiền, hơi rắc rối. Cho nên bây giờ quay YouTube ở trong đó cũng rất là khó khăn ha. Thì cũng mong quý ông bà cô chú thông cảm. Quy định của nhà nước thì ở trong đó phải làm theo thôi chứ cũng không có thể làm khác được. Và theo như trường được biết ở trong này, ngoài những trẻ em cơ nhỡ mồ côi thì còn nuôi dưỡng các ông già bà lão neo đơn. Nói chung là hồi nãy như trao đổi cái chị ở bên trung tâm thì đâu đó khoảng tầm hơn 300 người ở trong đó, cả người già, người trẻ, người bệnh tật. Và một điều mà trường rất là chia sẻ với các anh chị ở trong trung tâm là mỗi cái suất ăn trong đó quý ông bà cô chú chỉ có được hình như là 40 mấy ngàn một ngày. Nghĩa là chia ra là nếu như mà chia ra 3 cử thì một cử vậy chỉ được khoảng chưa được 15 ngàn. 15 ngàn theo cái vật giá bây giờ thì ăn uống cũng không có được đầy đủ đâu quý ông bà cô chú ha. Nói chung là đủ cái mức cơ bản thôi. Thì trường cũng rất mong quý ông bà cô chú nếu như mà có tổ chức các cái buổi nấu ăn từ thiện á, thì cũng chiếu cố cho bên Trung tâm Xã hội tỉnh Tiền Giang. Ở trong này tuy là không có cho quay phim YouTube nhưng mà cũng rất là cần các cái nguồn tài trợ từ bên ngoài để bữa ăn của các cô chú, các bé ở trong này được thêm phong phú quý ông bà cô chú.
Bữa nay đi trời nắng kinh khủng luôn, nhưng mà hồi nãy Trường vô trong cái phòng của các bé thấy mát rười rượi luôn, thì cũng rất là mừng cho các bé. Thì như Trường có trao đổi ở các cái tập trước rồi, Trường có nói ở các tập trước rồi, hoàn cảnh bốn bé thì cha thì mất ngay cái thời điểm mà bé Gia Bảo là bé nhỏ nhất á, trong bốn bé nhỏ nhất á, vừa sinh được mấy ngày là ba mất. Mẹ sau đó thì đưa các bé về ở chung với người cô thứ sáu là chị của ba các bé. Rồi sau đó thì mẹ các bé bỏ đi lấy chồng khác. Nghe nói là giờ có một người con, thêm một người con, và đang mang bầu thêm một đứa nữa. Kinh khủng luôn thiệt. Bỏ các bé đi lấy chồng khi mà các bé còn quá nhỏ như vậy, để cho cô thứ sáu chăm. Cô thứ sáu sau khi chăm sóc được một thời gian thì cô thứ sáu cũng mất luôn. Và sau đó thì các cô chú, các anh chị ở bên phường, bên trung tâm đã tiếp nhận và nuôi các bé như hình ảnh mà nãy giờ Trường quay trong trung tâm đó. Thì cũng thương thì có thương thiệt, tại vì còn nhỏ mà vô đó bơ vơ vậy đó. Nhưng mà cũng rất là mừng quý ông bà cô chú, vô đó rồi mới biết được nó sống ở trong đó, cái cuộc sống của nó ở trong đó. Trường nghĩ là chắc nó sung sướng, thoải mái gấp cả chục lần ở ngoài. Trường nói thiệt luôn, ở ngoài nó vừa không có cha, không có mẹ bên cạnh, rồi ở với người chị chung cha khác mẹ. Nhưng mà chị đó thì cũng không, nói chung người ta 10 thì chị đó cũng 7-8 gì đó thôi. Đó, Trường nói vậy quý ông bà cô chú cũng hiểu ha. Nhưng mà quan trọng nhất là hồi nãy Trường cũng có nghe các cô chú ở trong này cũng có tính là đưa chị, người chị đó vô. Nhưng mà người chị đó thì hiện giờ mẹ ruột của người chị đó vẫn còn, nên là cũng không có đủ điều kiện để vô đó để mà ở chung với mấy bé đâu quý ông bà cô chú. Thì người ta chỉ tiếp nhận bốn bé vậy là cũng đã tốt quá rồi. Rồi thôi, Trường xin kết thúc video này ở đây. Một lần nữa Trường cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả rất là nhiều đã quan tâm tới tình hình của các bé, có gọi điện hỏi thăm Trường rất là nhiều. Thì Trường qua cái clip này Trường cũng thông báo chung cho cả nhà, thì các bé bây giờ tình hình ở trong đó rất là ổn rồi. Và quý ông bà cô chú nào muốn thăm thì cứ liên hệ với trung tâm, hoặc là qua thông qua cái số điện thoại của Trường để dưới màn hình nhé. Trường sẽ hướng dẫn cho quý ông bà cô chú, sẽ có một cái cách để đi vô thăm các bé. Và hai nữa, nếu như mà quý ông bà cô chú mà có bánh kẹo hay là gửi quà, quần áo hay là sữa sùng gì cho các bé đó, tới trực tiếp thì Trường sẽ hướng dẫn. Còn mà gửi qua Trường thì cũng được luôn ha. Gửi cho Trường thì Trường sẽ gửi lại cho bên bảo vệ, bên trung tâm. Rồi thôi, Trường xin kết thúc video này ở đây. Một lần nữa Trường cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp cả nhà ở các cái tập tiếp theo. Nếu thấy video hay, ý nghĩa thì Trường mong quý ông bà cô chú, quý Mạnh Thường Quân, quý vị khán giả chiếu cố đăng ký cho Trường một lượt đăng ký và like share, hoàn toàn miễn phí nha quý ông bà cô chú. Rồi Trường xin hẹn gặp quý ông bà cô chú ở các tập tiếp theo. Xin tạm biệt.